Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Các bạn lắng nghe quyển sách Con cuống mù. Tác giả: Saadet Hadayat. Người dịch: Hà Vũ Trọng. Đơn vị ủy thác bản quyền: Phương Nam Búc. Giọng đọc: Phú Cường. Nội dung này được thực hiện bởi Voice FM. Tủ sách tinh hoa văn học. Tinh hoa văn học của nhân loại nào cũng cần được khám phá và tái khám phá. Mỗi tác phẩm lớn là một xứ sở kỳ diệu, và mỗi lần ta tìm đến là thực hiện một cuộc phiêu lưu hoàn lạc. Dịch thuật, giới thiệu và biên khảo về những tác phẩm tinh hoa sẽ mở ra các lối cầm dẫn vào những cảnh tượng văn chương khác nhau qua những không gian và thời gian vừa hiện thực vừa kỳ ảo. Khát vọng hiểu biết và vui thú trong đời là bản tính của con người ở mọi nơi và mọi thời. Các tác phẩm văn chương thật sự vĩ đại đều mang lại hai điều đó, vui thú và hiểu biết. Nhưng hiểu biết là niềm vui hiếm khi tự đến một cách dễ dãi, cần đón đợi và hồi đáp. Mọi tác phẩm tinh hoa cần được đón đợi và hồi đáp trong niềm hân hoan có tên là đọc. Đọc, cầm sách lên và đọc. Trong sách có bạn hiền, có người đẹp, có mọi thứ. Do vậy, chúng tôi chủ trương tủ sách tinh hoa văn học, xem đó như cửa ngõ của hiểu biết và niềm vui. Có 5 cửa. Kiệt tác. Mỗi kiệt tác sẽ được dịch trọn vẹn và giới thiệu cả tác giả lẫn tác phẩm trong phối cảnh văn hóa những đặc điểm thiết yếu. Tuyển. Tuyển chọn những tác phẩm ngắn của một tác giả, một nền văn học hay một chủ đề mang tính điển mẫu, thuộc vòng đời hay vòng mùa. Kiến thức. Những kiến thức mà người đọc hiện đại cần có. Trào lưu văn học, các nền văn học, thể loại, được trình bày gọn nhẹ, dễ tiếp nhận. Nghiên cứu. Các công trình chuyên sâu về một vấn đề văn học, một tác giả thiên tài, lý luận phê bình. Mới. Về các hiện tượng văn học mới xuất hiện của nước ngoài đang gây chú ý hoặc đoạt các giải thưởng lớn. Mong ước của chúng tôi là tủ sách tinh hoa văn học sẽ tiến bước bền vững và được đón nhận thân tình. Tủ sách được biên soạn và dịch thuật từ những nhà giáo, dịch giả và nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với văn chương. Nhật Chiêu. Hết phần tủ sách tinh hoa văn học. Lời giới thiệu. Chú thích. Lời giới thiệu của nhà xuất bản José Corti, Paris, Pháp. Trong bản dịch tiếng Pháp, La Street Avenue Go. Hết chú thích. Là cháu nội của thi sĩ và nhà phê bình lừng danh Reza Khani Khan, Saadet Hadayat sinh ở Tehran ngày 17 tháng 2 năm 1903. Cuộc sống bên ngoài không có gì nhiều để nói về ông. Về đời sống tinh thần, sự khiêm tốn, sự tinh khiết của linh hồn ông đã khiến ông chọn lựa cuộc sống xóa nhòa và những đau khổ của một con người ưu tú từ khước sự thỏa hiệp. Sự dịu dàng vĩ đại của trái tim, một trí tuệ luôn luôn bén nhạy, nắm bắt được cái lố bịch của sự vật, sự khoan hồng đối với tất cả những gì ông yêu dấu, là những thứ làm dịu sự miệt thị của ông đối với thế gian này. Vừa được đào tạo bằng việc đọc những bậc thầy hiện đại của châu Âu, đồng thời thấm nhuần một tình yêu sâu sắc với văn học dân gian và các truyền thống của quê hương, Hadayat tìm cảm hứng từ nhân dân của Iran. Tuy nhiên, niềm ham mê mà nhà văn này hướng về những nền đạo của xứ Ba Tư Cổ và những mê tín và tập tục ma thuật bình dân rút ra từ đó, đã đánh thức nơi ông thị kiến với cái lạ lẫm và thường khi ông gạt bỏ những rào cản chật hẹp của thực tại để cái huyền diệu xâm nhập các nhân vật của mình. Hành động của một cuốn tiểu thuyết như là Con cú mù nằm rất xa không gian và thời gian bình thường. Như những thi hào lớn nhất của nói giống mình, người ta nghĩ tới Omar Khayyam là người độc nhất mà ông ưa quý. Hadayat là người bi quan. Đó là một cái nhìn tuyệt vọng lướt trên thế gian. Vũ trụ này với những định luật khôn giò nhưng phi lý và ác độc. Nếu có đôi lúc mở ra trước chúng ta những vòng tròn huyễn tưởng nhất, thì còn rất xa với việc cống hiến cho chúng ta sự hứa hẹn về một số phận tốt hơn
vượt ngoài cuộc sống trần gian, luôn luôn xuất hiện đối với chúng ta như tắm trong một ánh sáng u ám. Chẳng có gì để hy vọng ở đời này, cũng chẳng có gì hy vọng ở kiếp khác. Đó là nỗi ám ảnh mà người ta gặp lại trong từng hàng của con cú mù. Shadet Hadayat tự sát ở Paris, Rue Championnat, ngày 9 tháng 4 năm 1951. Người dịch. Hết phần lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1. Có những vết thương làm lở loét dần tâm hồn trong cô đơn như một thứ ung nhọt. Nói chung, người ta quan xếp những nỗi đau không thể nghĩ bàn này vào loại khó tin, cho nên không thể tiết lộ chúng với bất cứ ai. Nếu có người bàn về hay viết về chúng, người ta vờ như chấp nhận cùng với những nhận xét mỉa mai kèm theo nụ cười ngờ vực, trong khi vừa bám chặt vào những niềm tin phổ biến hoặc niềm tin riêng của họ về chúng. Lý do của sự khó hiểu này là vì con người còn chưa tìm ra phương thuốc chữa được căn bệnh này. Để khuây khỏa, chỉ có thể tìm quên lãng bằng rượu hoặc giấc ngủ nhân tạo gây ra bằng nha phiến và những chất ma túy khác. Thà nôi, tác dụng của những loại thuốc đó chỉ là nhất thời. Sau một hồi nhất định, thay vì giảm bớt, chúng lại càng làm đau đớn thêm. Liệu có ngày nào ai đó xâm nhập được vào cõi bí ẩn của căn bệnh vốn siêu việt kinh nghiệm bình thường này? Nhận ra sự nhồi của cái bóng linh hồn, tự biểu hiện trong trạng thái hôn mê như giữa chết đi và sống lại, chẳng ngủ, chẳng thức. Tôi sẽ miêu tả chỉ một trường hợp của căn bệnh này. Nó xảy ra với cá nhân tôi và đã làm chao đảo toàn bộ đời sống tôi đến nỗi không bao giờ quên được. Cái dấu ấn ác nghiệt mà nó để lại vượt tầm hiểu biết của con người đã đầu độc cuộc đời tôi cho đến mãi về sau. Khi nói đầu độc, tôi muốn nói kể từ khi tôi đã mang và sẽ mang mãi mãi cái dấu ấn và còn mang mãi mãi dấu ấn của sự nung đốt đó. Tôi sẽ cố ghi xuống những gì nhớ được, những gì còn lại trong ký ức về chuỗi những sự kiện. Có thể tôi sẽ đưa ra một kết luận chung về nó. Nhưng không, thế là trông mong quá nhiều. Tôi có thể hy vọng người khác tin vào, hay ít ra là tự thuyết phục mình. Vì xét cho cùng, không quan trọng với tôi nếu người ta có tin tôi hay không. Nỗi sợ của tôi là ngày mai tôi chết mà vẫn chưa biết được chính mình. Trong đời mình, tôi đã phát hiện ra một vực thẳm đáng sợ nằm giữa tôi và người khác, và nhận ra rằng cách tốt nhất là nên giữ câm lặng và cất giữ những ý nghĩ cho riêng mình chừng nào còn có thể. Giờ đây, nếu tôi có quyết định viết ra, chỉ là để tiết lộ bản thân với cái bóng của mình. Cái bóng ấy vào lúc này đây đang vươn ngang bức tường trong tư thế của một kẻ ngấu nghiến từng lời tôi viết với sự khoái khẩu vô độ. Chính vì nó mà tôi muốn thử xem. Nào ai biết? Chúng tôi có thể rồi ra biết rõ nhau hơn. Kể từ khi tôi đoạn tuyệt với những mối quan hệ cuối cùng còn lại với người đời. Khao khát duy nhất của tôi chỉ là để hiểu hơn về chính mình. Những ý nghĩ vu vơ, có lẽ. Thế nhưng chúng hành hạ tôi dã man hơn bất cứ thực tế nào. Chẳng phải kỳ dư người đời, họ nom giống tôi. Họ gần như có cùng những nhu cầu và dục tình như tôi, tồn tại chỉ để lừa gạt tôi. Chẳng phải họ là một rúm những cái bóng đã có mặt trên đời này chỉ để nhạo báng và lừa gạt tôi. Chẳng phải mọi thứ tôi cảm thụ, nhìn thấy và suy nghĩ là gì đó hoàn toàn tưởng tượng, hoàn toàn khác hẳn với thực tế. Tôi đang viết riêng cho cái bóng của mình, đang trườn vẫn ngang tường dưới ánh đèn. Tôi phải cho bản thân mình được nó biết. Hết chương 1. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn.
gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.